Sáng nay mùng 2 tháng 2 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì diễn đàn kinh tế hợp tác hợp tác xã năm 2024. Diễn đàn được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối với một số bộ ngành và 63 tỉnh thành phố. Tham dự tại đầu cầu Lào Cai có đồng chí Nguyễn Trọng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan. Với chủ đề hoàn thiện chính sách hỗ trợ của nhà nước theo nghị quyết 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung phân tích thực trạng khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, các cơ hội, thách thức, đồng thời đề xuất các giải pháp về thu hút nguồn lực xã hội, tăng cường liên kết giữa các thành viên và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ ngành địa phương, giữa công và tư, các chính sách hỗ trợ liên quan đến đất đai, thuế, chuyển đổi số, việc làm. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, với đóng góp gần 4% GDP, khu vực kinh tế tập thể, trọng tâm là các hợp tác xã, bước đầu khẳng định là nhân tố quan trọng góp phần bảo đảm an sinh xã hội và sự phát triển kinh tế của đất nước, nhất là ở khu vực nông nghiệp nông thôn. Thủ tướng chỉ đạo, kinh tế tập thể, hợp tác xã cần chủ động chuyển biến mạnh mẽ tư duy và hành động theo hướng ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ hiện đại, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Để làm được, các bộ ngành cần hoàn thiện chính sách hỗ trợ phù hợp trong đó chú trọng cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ đất đai cho hợp tác xã theo tinh thần nghị quyết số 20 và luật hợp tác xã. Theo thống kê, hết năm 2023, cả nước có khoảng 31.700 hợp tác xã, 158 liên hiệp hợp tác xã và 73.000 tổ hợp tác. riêng Lào Cai có gần 4.000 tổ hợp tác, 504 hợp tác xã, 3 liên hiệp hợp tác xã.